Dự báo giá heo hơi ngày 21 tháng 5 sẽ có xu hướng tăng nhẹ. Theo ghi nhận, giá heo hơi hôm nay, ngày 20 tháng 5 tiếp tục tăng nhẹ, hiện trong khoảng 62.000 đến 67.000 đồng/kg. 12 con heo mắc bệnh dịch tả heo châu Phi đã được tiêu hủy thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh đang khoanh vùng dập dịch. Giá heo hơi hôm nay tăng trải rác 1.000 đồng/kg. Giá heo hơi miền Bắc không có nhiều biến động mới. Thương lái tại hầu hết các tỉnh đang thu mua heo hơi với giá trung bình là 67.000 đồng kg. Riêng tỉnh Lào Cai điều chỉnh giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng mỗi kg, lên mức 66.000 đồng kg. Thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục tăng 1.000 đồng kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng điều chỉnh lên mốc 66.000 đồng kg, cao nhất khu vực. Tương tự, các khu vực Quảng Bình và Khánh Hòa cũng triển khai giá heo hơi lên mức 64.000 đồng kg. Khu vực miền Nam chứng kiến giá heo hơi tăng nhẹ. Hiện 65.000 đồng kg là mức giá sau khi tăng 1.000 đồng mỗi kg. Được ghi nhận tại các tỉnh thành gồm Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Hậu Giang. Cùng mức tăng trên, giá heo hơi tại hai tỉnh Đồng Nai và Kiên Giang được triển khai giá heo hơi trung bốc 66.000 đồng kg, cao nhất khu vực. Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi sẽ tiếp tục vào ngày mai do thị trường đang có diễn biến tốt. Thị xã Quảng Yên đã xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi. Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, trên địa bàn xã Tiền Phong đã xuất hiện một ổ dịch tả heo châu Phi tại gia đình ông Lê Văn Khâm ở thôn 1, xã Tiền Phong với 12 con heo mắc bệnh, gồm một con heo nái và 11 con heo con theo mẹ buộc phải tiêu hủy. Trước đó, từ ngày 14 tháng 5, đàn heo tại hộ gia đình ông Lê Văn Khâm có biểu hiện ốm sốt bỏ ăn da mẩn đỏ nghi có triệu chứng mắc bệnh dịch tả châu phi ngay sau khi nhận được tin báo của người dân trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thị xã Quảng Yên đã phối hợp với chi cục thú y vùng 2 Hải Phòng để xét nghiệm và cho kết quả dương tính với bệnh dịch tả heo châu phi từ kết quả này thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tiêu hủy số heo mắc bệnh theo quy định đồng thời hướng dẫn gia đình ông khâm các biện pháp tiêu độc khử trùng không để dịch lây lan ra diện rộng theo báo nông nghiệp